đồng, có ai trả cho tôi 20 không trời? Có ai trả cho tôi 20 không trời? Đây nhá, Hà có một cái này ngay trên bàn, Hà để ngay trên bàn Hà luôn. Và Hà cũng sẽ lên luôn cho mọi người cái combo này, à cái ủ môi này nhé cả nhà nhá. Cái này nó đã là vừa là ủ môi mà nó lại còn là vừa tẩy da chết. Nếu mà mọi người đã quan sát cái Facebook của Hà nhá, thì Hà đã có đẩy lên cái video người ta đã nói về cái ủ môi này rồi nhé cả nhà nhá. Cái ủ môi này nó rất là nhiều và nó thơm, nó được chiết xuất từ từ có cả dầu ô liu trong này và có cả cái hạt của cái dầu của cái lựu nữa nhé cả nhà nhá. Nó vừa là cái chất lựu nữa, rất là thơm và rất là, nói chung là cực kỳ là giải thích luôn nhé cả nhà nhá. Ai mà bong môi chóc môi như thế này ấy, khô da khô. Hôm nọ không biết là Hà có khách ai hỏi Hà là tẩy tẩy da chết của tẩy da chết môi, thì Hà nói là ủa tại sao từ nào tới giờ Hà chưa có nghe tẩy da chết của môi, thì xong rồi khách của Hà nói có, thì Hà mới nói là ok cái này á mọi người yên tâm nhé, cái này nó còn một cái nắp ở trong này, nắp trong ở trong này nữa chứ nó chưa có mở ra hết đâu, cho nên là mọi người yên tâm nhé. Hà chỉ mở ra đây để cho mọi người coi cái chất của nó nhé cả nhà nhé. Nên là nó đánh lên môi thì mọi người biết đấy, nó sẽ hồng hồng, thì khi nó mình đánh nó lên, mình ủ nó lên nhé cả nhà nhé, mình sẽ cho nó lên một cái lớp dày lên một chút xíu, mình để nó chừng 10 phút nhé cả nhà nhé. Xong sau đó mình cầm cái tăng cây tăm bông gòn ấy, cái tăm bông gòn ấy bắt đầu mình chà nhẹ nhàng nhá, nó sẽ ra luôn cả cái lớp da chết da sừng của mình đi luôn nhé cả nhà nhá. Rồi sau đó mình đánh son dưỡng lên. Ồ, đẹp cực kỳ luôn. Xài từ từ môi hết căng, nó môi nó hết luôn cả cái giống như là nó căng nó mướt mà nó không còn cái da chết nữa, mình đánh lên nó. Hà nhiều lúc cũng vậy á, đánh môi lên xong một hồi ấy, nó bong cái da này lên, nó da là nó tung cái da này lên, thì có phải là nó lại bắt đầu nó bay mất cái màu ở cái lớp son lớp sừng ở trên đấy không? Thì khi mà có phải là mình lấy đi cái lớp sừng đấy rồi ấy, sau đó mình đánh son lên là nó ăn thật da nó đẹp không? Mà cái hũ này nó nhiều lắm nhá cả nhà nha, nó tới 20 gram lận. Nó không phải là 7 gram hoặc là 15 gram giống như cái hũ này nhá. Cái này nó là ủ môi của hu nhá cả nhà nhá. Cái này nó là ủ môi của hu này. Đó. Thì nó chỉ là một cái ủ môi nhá cả nhà nhá. Còn cái này á, khi mà nói như Hà làm như vậy đó là mọi người lấy luôn được cả cái da chết da sừng ở bên ngoài, nó sẽ lấy đi một cái lớp da mà giống như là nó dày, nó sừng ở bên ngoài á, căng mọng trông nhìn mê rồi xong luôn. Cái này là chết. Chết với ông. Nhá. Cái này á hôm nay nói thật với cả nhà luôn, cái giá này á Hà bán á bình thường là 19 đồng, Hà đã báo với khách rồi, Hà đăng lên khách đã nói chốt 19 đồng. Trên live này Hà lại treo cho mọi người 18 đồng một hũ 20 ml, cực kỳ là dễ thương. Mấy chị nhá, mấy chị em mình nhớ nhá, mua cái này về coi chừng là mấy mấy cô con gái á, là nó đòi luôn đó nhá cả nhà nhá. Nó cực kỳ là nó dễ thương và xài nó thích lắm nha cả nhà nhá, bởi vì nó có cái màu cái chất của nó lên như thế này rồi đó, rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Cái này á trên live này thì Hà bán 18 đồng nhá, còn đó, tại vì Hà cũng vẫn nói với mọi người luôn trên live này là 18 đồng nhưng mà mấy chị em mình nhá, Hà đã chốt cho khách rồi là 19 đồng nhá cả nhà nhá, 19 đồng đó. Bây giờ là mọi người ấy, ủ môi bây giờ nó có cả tẩy da chết trong này nữa thì xài bôi một lớp dày dày lên một chút xíu nha cả nhà nhá. Nó không phải chỉ như vậy đâu, nó cũng có một cái cây này nữa này cả nhà, để mình lấy nó lên á, xong rồi mình chét nó ra môi trước, mình để nó 10 phút, mình lấy cái cây tăm bông gòn ấy chà nó đi cho Hà để cho nó lấy ra nhá cả nhà nhá, xong sau đó đánh son dưỡng lên, ok chưa? Đấy, Mã Tú Huệ nè, đây nhá, em này đây, em này rất là cute luôn. Đây nhá. Tocoba nhé cả nhà nhá. Cái này nó là Tocoba, cái này là cái hiệu của nó. 18 đồng. À, Yến này, một hộp này. Ok đó đó, cho nên là mọi người nhớ nhá, mấy cái này á mọi người xài mà có con gái á nha, là về mà bé nó thấy là thế nào nó cũng giành đó, hà chắc chắn luôn với mọi người luôn.
Hà chắc luôn á. Kim ngân một nè. Kim ngân vũ một thủ. Mà nó rẻ quá. Gì đấy chị Hà ủ môi mà là tẩy ra chết luôn của môi luôn nè. Mình bôi lên một lớp dày dày ở trên môi, mình để nó 10 phút đồng hồ, xong mình lấy cái cây tăm bông gòn em mình chà nó đi, nó vừa ủ môi nhá. Và nó vừa nãy chị lên kem mắt gì vậy chị? Chị lên kem mắt của Suoso. Chị lên kem mắt của Suoso và lên chị còn có kem mắt của Hoàn Lô Cao nữa đó. Chị chào Huyền nha. Đấy, cho nên nó có cả cái cây này nữa nhé cả nhà nhá. Mình cứ gạt lên và mình chét nó lên trên môi như thế này nhé cả nhà nhá. Để nó, cái hũ này nó tới 20g này, cái chất của nó rất là mềm, bôi lên rất là. Mọi người coi trên Facebook của Hà có đăng cái video đấy, mọi người thấy nhá. Nếu mà mọi người không thấy ở bên cái chỗ mà Hà Hoàng ấy, Ô Hui ấy, thì mọi người qua bên Hà Hoàng Facebook cá nhân nha. Tại vì Hà Hoàng Ô Hui nó là cái fanpage nhá cả nhà nhá. Mấy tiền ủ môi đấy, chị bán trên live là 18 đồng nhá em nhá. 18 đồng. Xuống live là 19 đồng, chị báo khách là 19 đồng đấy. Chị báo khách 19 đồng đấy. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Cứ chút ngày chị em ta là làm đẹp, xinh đẹp là được nhá. Cứ xinh đẹp chị em mình, cứ xinh đẹp là được. Chị ơi xong kem chống nắng của Hoa Hiên. Chống nắng của Hoa Hiên hả? Kem chống nắng của Hoa Hiên lâu lắm rồi không có hàng gói luôn ấy. Còn nếu mà mình mua set, mua chai ấy, thì nó đắt cực kỳ luôn. Nó đắt cực kỳ luôn. Thật sự ai mua cái đấy cũng phỏng tay ấy, không ai muốn mua hết. Thì chị cứ phải canh me á là. Nhưng mà chống nắng của Hoa Hiên. Ờ đúng rồi. Thì thường ấy là nó. Hình như chị nhớ chống nắng của Hoa Yun chứ. Nó đâu có chống nắng Hoa Hiên đâu ta. Chị nhớ là chị Hoa Yun nó có chống nắng hay sao á. Đấy. Nè nãy giờ đấy. Đâu có dám đứng dậy đâu. Em một ủ môi nhé. Vũ Ngọc Nguyễn. Ok Loan. Nãy giờ đâu có đứng dậy đâu. Có người nó tụt quần xuống cái. Người nó nhặt quần nó chạy luôn là chết luôn á. Ừ nó là Hoa Yun đấy Huyền ạ. Nhưng mà cái hũ của nó đắt lắm. Mà nó chị cứ chờ gói đấy. Nhưng mà nó lâu rồi nó có ra gói đâu. Khách thỉnh thoảng hỏi lại. Chị lại hối nó. Chị lại bắt đầu lại nhắn. Và nó lại không có. Nó nói chưa có hàng. Nó gói đấy không có. Bởi vì có thể là nhiều khi nó. Cái giá của nó. Giá thành của nó cao quá. Mà cái đấy á. Cái chống nắng Hoa Yun đấy á, chị Hà thấy á, là có nhiều khách nếu mà da dầu á, thì là người ta kêu là đánh lên nó lên mụn ẩn đấy. Thì những cái chống nắng ấy thì mình phải chịu khó để ý. Bởi vì khi mà cái dưỡng chất của nó, cái độ ẩm nó nhiều quá đấy. Nó sẽ làm cho nó đủ ẩm thôi nhưng mà nó đừng có nhiều quá. Nó nhiều quá là da mặt người ta nhờn thì tất nhiên nó sẽ phải, nó bí ra đó. Là nó sẽ bị mụn ẩn đó. Nó kiểu như vậy đó. Kem mắt Hoàn Lưu Cao. Chị nám cũng rất độc đáo. Chị ấy hả? Chị ấy xài như vậy là chị sang rồi, đại gia rồi. Cái mắt của ta Hoàn Lưu Cao, chị biết rồi đó, người ta đánh có chút xíu ở đây rồi. Chị quất lên trên mặt chị nhiêu cho đủ. Trời ơi, chị sang lắm luôn đấy. Chị Hà biết luôn, rất là nhiều khách. Ta nói nhăn da phải không? Ta đi mua kem mắt, ta bôi lên hết trên mặt để nó chống nhăn da. Thì ok. Quá là tốt luôn. Nhưng mà có cái điều là tại cái giá thành nó đắt quá thôi. Chứ còn nói thật, đại gia thì cứ xài thoải mái thôi, đâu có gì đâu. Giống như kem bàn là, kem mắt bàn là của mình cũng vậy, đúng không? Khi mà mấy chị em ấy, kem nhăn, nhưng mà nếu mà mình thấy da mặt mình nó nhăn quá đó, mình cũng có thể đánh kem bàn là lên làm như một cái kem dưỡng. Bởi vì sao? Kem mắt bàn là nó mắc quá mà. Đúng không? Kem mắt thì thường luôn luôn là mắc hơn. Cũng giống như Hà bán vậy thôi. Kem mắt của Hoàn Lưu Cao ấy, cái hũ của nó chỉ có 25ml thôi nhá cả nhà nhá. Full size nhá cả nhà nhá, chỉ 25ml thôi. Chỉ có kem dưỡng là 50-60ml. Nhưng mà kem mắt, một hũ full size của nó luôn cũng chỉ có 25ml thôi. Chị không thoa mấy chờ nám. Nhưng bay về Việt Nam hay lắm. Nhưng bay vết nám, đúng rồi. Hoàn Lưu Cao ấy thì chị biết ở đấy nó sẽ không có một cái là... Nó chung cho hoàn toàn hết cho tất cả các loại da của mình bị cái gì đấy thì mình xài được hết. Nó vậy đó. Cái gì cơ Lam?
Đúng rồi. Đó. Ok nhá. À, đẹp thiệt chị, da hồng hào. Đúng rồi. Hoàn lưu cao đánh lên ấy thì da hồng hào. À, nhìn cái da lên một cái là thấy cái da nó chắc, da khỏe, da nó săn nhá cả nhà nhá. Hoàn lưu cao á, cái gì cũng vậy. Hà vẫn nói với mọi người á là cái gì cũng vậy. Thực phẩm chức năng cũng vậy, hoặc là kem dưỡng cũng vậy. Mọi người cứ xài cho Hà, bắt đầu tất cả trong những cái dòng Hà bán. Nếu mà mọi người lên trên TikTok mọi người xem á thì mọi người cũng thấy Hà lên sữa rửa mặt đi, ok Kim nhá. Thì mọi người biết là đấy. Luôn luôn người ta nói đó, muốn làm trắng sáng da, muốn trị mụn hay bất gì á, từ 2 tuần lễ trở ra thì mới thấy được cái hiệu quả của nó. Thực phẩm chức năng cũng vậy, bất cứ cái gì cũng vậy. Mọi người đừng có giống như là mình xài có 3 bữa là mình nản chí thì mình bỏ hết đi, là như vậy là không có được. Nói chung lại á, nói chung lại á là